Em chạy 200k một ngày, chốt được 2 đến 30 đơn, tăng ngân sách thế nào cho lợi nhuận cao ạ? Tăng ngân sách thì chỉ có tăng đơn thôi em ạ, còn lợi nhuận chưa chắc đã cao hơn. Bởi vì tăng ngân sách thì sau đó chúng ta sẽ phải xem là các chỉ số hiện tại. Thứ nhất là chi phí trên 1 mét, 20-30 đơn 200k một ngày là nó cũng không ít, là cũng tương đối là nhiều đấy. Nhưng quan trọng 20-30 đơn này giá trị bao nhiêu và biên lợi nhuận của 20 đơn này là như thế nào thì anh không hề nắm được. Đừng đếm số đơn. Và câu chuyện là 20-30 đơn sau khi em chốt được, em phải có một cái bảng tính làm cái Google Sheet ấy, quan trọng phải có template. Thì bên anh có toàn bộ template về tính giá bán lẻ rồi tính lợi nhuận rồi các thứ. Thì chúng ta cần phải ước tính được lợi nhuận của ngày hôm đó có bù được chi phí quảng cáo không và lợi nhuận bao nhiêu. Nếu nó bù được chi phí quảng cáo, nó chỉ đủ để lãi ra có một chút thôi ấy, thì thôi cũng được. Thế nhưng mà để tăng ngân sách thì không tăng được, tại vì nó nhỏ quá. Thường chúng ta chạy một ngân sách nhỏ, đối tượng nhỏ, thường chúng ta có mét rất là rẻ và thường chúng ta sẽ có lợi nhuận cao hơn là chúng ta vít ngân sách lên. Bài toán vít ngân sách cao hơn bao giờ cũng sẽ khó hơn. Bây giờ chạy ngân sách nhỏ mà đã thấy không có lợi nhuận mấy thì bây giờ phải xem lại chúng ta có thể làm khác đi cái gì. Còn 20-30 đơn nhưng mà câu chuyện là phải đo lường được là lợi nhuận ngày hôm đó trừ cái chi phí quảng cáo, các cái chi phí vận hành, đơn hàng, nhân sự, các thứ, điện nước, vân vân, có lãi không? Thì phải có một bảng Google Sheet, phải có một cái template để mà chúng ta tính được những cái điều như vậy thì mới biết được cái câu chuyện lợi nhuận thế nào. Chứ 20-30 đơn không ai biết được lợi nhuận nào. Thứ nhất là lợi nhuận trên một ngày, thứ hai là giá mét có scale được không. Mét bây giờ nó đang ở ngưỡng là 2-3 nghìn một mét thì hoàn toàn tăng ngân sách lên được mạnh, thậm chí tăng lên 1-2 triệu được. Tiếp theo nữa tỷ lệ chốt, nhưng mà tỷ lệ chốt là trên bao nhiêu inbox đổ về, bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ chốt là 20-30% hay là tỷ lệ chốt đây là 20-30 đơn là trên 200-300 inbox đổ về thì nó thấp quá, thì chúng ta phải dựa trên những cái chỉ số đấy thì chúng ta mới tăng ngân sách được.